chào tất cả các bác nha. Đến video tiếp theo của em, hôm nay em sẽ review cho các bác xem là một con Isuzu 6.500 hàng mới về là như thế nào, xe dọn dẹp như thế nào nha các bác nha. Đây, xe rất là mới về, rất là mới nha các bác. Đây có thằng bạn nó đang rửa cái vỏ sau của nó nè bác, vỏ 30, 16, 9, 30 Island, rất là mới nha. Đây, về khung máy của nó còn đầy đủ nè các bác. Xe này mới về rất là đẹp, đang rửa lên thôi. Đây. Không gian cho máy quay hết. Rồi, dàn ướt hết máy quay luôn rồi. Sơn ơi là Sơn. Đây, mình sẽ quay con xe 6.500 cho các bác xem nha. Cây 6.500 nguyên viên, hàng mới rất công. Heo bét 71 đem đi, đời này đời gốc xanh nha. Bên này có con Yamaha 6.000 mới về nữa nè, có rất là đẹp. Có khung mái che còn nguyên zin luôn. Tất cả hai con này là hàng mới về nha. Này thì có con Sivura 8340 nè, nhưng mà có review cho các bác xem. Đây, các hai con xe này mới về. Con nào 6.000 rất là đẹp các bác. Như một ca sĩ, như Ngọc Trinh. Không chê chỗ nào được. Đó, thấy không? Từ phần đùi cho tới đứt về đây. Đây có hai cái về chống bùn rất là mới. Đó, mới luôn. Còn cái phần máy cho các bác xem nè. Còn xanh le luôn rồi. Nó mới xịt dầu lên cho nó rã đất ra đó. Đầu vẫn chưa mở luôn. Khám phá xem nó chạy bao nhiêu giờ nha. Đây là đồng hồ chưa tua luôn, bao không tua đồng hồ nha. Đây 1:05, 1:02 giờ. Rất là mới nha các bác. Xe này là hàng mới về 100%. Khách nào cần thì liên hệ với số điện thoại nha.